Trân châu đường đen hay còn gọi là trân châu đường nâu đang là món ăn vặt thơm ngon và topping tạo nên nhiều món ngọt hấp dẫn. Thay vì phải tìm mua trân châu đường đen làm sẵn ngoài tiệm vừa tốn kém vừa không an toàn vệ sinh, thì giờ đã có thể làm trân châu đường đen thơm ngon ngay tại nhà. Nguyên liệu chính gồm có bột năng 160g, bột gạo 40g, bột mì 30g, bột cacao 10g, đường nâu 50g. Chúng ta trộn đều bột năng, bột gạo và bột cacao với nhau. Sau đó cho đường, nước sôi khuấy cho đường tan. Cho hỗn hợp bột từ từ vào nước đường đã tan rồi nhồi thành khối. Vo viên nhỏ tùy thích và áo với bột mì. Luộc trân châu với nước sôi rồi vớt ra tô nước. Cuối cùng cho đường nâu còn lại vào nước sôi khuấy đều cho đường tan. Rồi cho trân châu đã luộc vào và trộn đều để được trân châu đường đen. Vậy là đã hoàn thành xong rồi. Hãy làm ngay tại nhà nhé các bạn.